Ở phần bài tập này sẽ là một bước cơ bản để giúp các bạn chỉnh sửa, tẩy xóa hoặc làm đẹp các hình ảnh chân dung. Trong bài tập này sẽ hướng dẫn các bạn xóa một vết trên da của nhân vật trong ảnh. Để làm được việc này, ta dùng công cụ Clone Stamp. Hoặc ta nhấn phím S để mở công cụ này. Nhìn trên bảng Option, ta thấy tất cả các chế độ hòa trộn của layer. Và ở đây tôi chọn là Lighten. Khi chọn Lighten thì các điểm sáng sẽ được giữ nguyên. Công cụ Clone Stamp chỉ tác động lên những điểm tối. Ở trường hợp này là vết mụn trên mặt người mẫu. Ta nhấn phím Alt+S để copy mẫu da ở nơi gần với vết mụn nhất. Ta nhấn giữ phím Alt+S và nhấp chọn. Sau đó ta di chuyển cò vẽ lên trên cái vết và nhấp chuột vào. Và khi đã nhấp chuột, ta thấy công cụ Clone Stamp sẽ nhái cái mẫu da ở bên ngoài và đè lên cái vết mà ta muốn xóa. Bài tập này rất là cơ bản để giúp các bạn hiểu rõ về công cụ Clone Stamp. Sau này, với công cụ này, các bạn cũng có thể làm sạch tàn nhang hoặc những vết nhăn trên mặt người mẫu, khu vực ở má và khu vực ở dưới mắt.